Khám phá bán đảo Triều Tiên phần 1, khám phá địa lý bán đảo Triều Tiên, vị trí chiến lược, nền kinh tế, hàng hải, phát triển vượt bậc tại Đông Á, thời kỳ Trung Đại. AZ Khám Phá xin chào các bạn. Trong series lần trước, chúng mình đã cùng nhau trải qua một chuyến du lịch không đồng, tìm hiểu về bán đảo lớn nhất thế giới, xứ Ả Rập, quê hương của Hồi giáo. Hôm nay, AZ sẽ đưa các bạn đến thăm một bán đảo khác cũng ở châu Á nhưng với kích thước khiêm tốn hơn, nhỏ nhưng có võ. Tuy không lớn về kích cỡ, nhưng tầm ảnh hưởng của họ đối với thế giới thì không thua kém so với miền đất của những tỷ phú dầu mỏ. Vậy quý khán giả có đoán ra được đó là vùng đất nào hay chưa? Không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Let's go! Phần 1. Tổng quan về địa lý bán đảo Triều Tiên. Nằm ở cực đông bắc của đại lục châu Á, bán đảo Triều Tiên có diện tích khoảng 223.000 km2. Tuy kích thước tương đối nhỏ, chỉ bằng khoảng 2/3 diện tích Việt Nam, nhưng đây là vùng có vị trí địa chiến lược quan trọng ở Đông Á. Bán đảo Triều Tiên bắt đầu từ đường biên giới với Trung Quốc bên sông Áp Lục và kéo dài về phía nam khoảng 1.100 km ra biển Nhật Bản và Hoàng Hải. Về phía tây bắc, bán đảo Triều Tiên còn có một đường biên giới nhỏ chỉ khoảng 17 km với vùng Viễn Đông Nga ở phía cực đông bắc qua sông Đổ Môn. Như vậy, bán đảo Triều Tiên tiếp giáp với hai nước lớn ở trên bộ và là cầu nối cho Nhật Bản vào lục địa châu Á. Với vị trí địa lý nhạy cảm, vùng đất này đã trở thành điểm nóng tranh chấp ảnh hưởng địa chính trị giữa các cường quốc trên thế giới suốt hàng trăm năm qua. Địa hình núi non chiếm phần lớn diện tích bán đảo, các dãy núi lớn và cao nguyên phần lớn tập trung ở phía đông và phía bắc. Đỉnh núi cao nhất ở Triều Tiên là đỉnh Bạch Đầu, nằm trên dãy Trường Bạch, cao 2.744m so với mực nước biển. Dãy núi này chạy qua biên giới với Trung Quốc. Do khu vực phía đông bắc của bán đảo có địa hình cao và dốc nên các con sông chính ở đây có hướng chảy chủ yếu đông bắc tây nam. Các con sông lớn bao gồm sông Am Nốc, sông Trong Tròn, sông Tia Đông và sông Gieong San. Những con sông này đã bồi tụ nên vùng đồng bằng màu mỡ ở phần tây và nam bán đảo Triều Tiên. Đây là vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp suốt hàng trăm năm của đất nước và là vùng tập trung đông dân cư, trong khi phía bắc và phía đông có dân số thừa thớt sống rải rác theo các miền duyên hải. Bán đảo có 8.460 km đường bờ biển với nhiều cảng biển tốt, lại nằm trong vùng biển có khí hậu ôn hòa tạo điều kiện để phát triển các hoạt động hàng hải và kinh tế biển. Từ xa xưa, người Triều Tiên đã phát triển kỹ thuật đi biển và giao thương hàng hải với Trung Quốc, Nhật Bản rất thường xuyên, liên tục. Các thương nhân Triều Tiên từng rong buồm đi xa đến tận Tây Á, Đông Nam Á để buôn bán, trao đổi hàng hóa. Phần 2. Lịch sử Triều Tiên, bán đảo nhỏ nhưng tầm vóc không tầm thường. 1. Các nhà nước cổ đại trên bán đảo Triều Tiên. Nhà nước đầu tiên được lịch sử xác nhận trên bán đảo Triều Tiên là Goguryeo hay còn gọi là Cổ Triều Tiên. Theo truyền thuyết, quốc gia này do Đàn Quân, một vị thần sáng lập ra vào 2.300 năm trước Công nguyên. Tuy nhiên, dựa trên khảo cổ học và ghi chép lịch sử thì Goguryeo được thành lập vào khoảng thế kỷ 5 trước Công nguyên. Giai đoạn này chứng kiến sự hình thành và giao thoa văn hóa giữa bán đảo với vùng Đông Bắc Trung Quốc. Năm 108 trước Công nguyên, Goguryeo bị quân Hán tiêu diệt, nhà Hán lập ra 4 quận cai trị ở đây. Tuy nhiên, dưới áp lực đấu tranh của nhân dân Triều Tiên nên chỉ vài năm sau, quân Hán phải rút lui về nước và chỉ còn giữ được một vài cứ điểm ở hữu ngạn sông Áp Lục. 2. Thời kỳ Tam Quốc trên bán đảo và sự xâm lược của Trung Quốc. Sau khi quân Hán rút lui, bán đảo Triều Tiên hình thành nhiều tiểu quốc và các bộ lạc khác nhau cạnh tranh rất quyết liệt. Cuộc chiến tranh giữa các thế lực với nhau diễn ra suốt hàng trăm năm và đến cuối thế kỷ 1 trước Công nguyên, còn lại 3 thế lực mạnh nhất là Tam Quốc, Cao Câu Ly, Goryeo, Bách Tế, Bay Che và Tân La, Silla. Cục diện 3 nước phân tranh lan rộng ra toàn bộ vùng Liêu Đông và bán đảo Triều Tiên ngày nay. Trong số 3 nước thì Cao Câu Ly, Goryeo là hùng mạnh nhất. Nước này có quân đội rất thiện chiến, từng lập nên chiến công 3 lần đánh bại quân Tùy vào các năm 598, 612 và 614, góp phần làm cho nhà Tùy sụp đổ chỉ 4 năm sau đó. Đại thắng hiển hách nhất trong lịch sử Cao Câu Ly phải kể đến chiến công đánh bại quân Đường do đích thân đại đế Lý Thế Dân chỉ huy vào năm 645. Vị vua vĩ đại của triều đại thịnh vượng nhất Trung Quốc chưa biết mùi thất bại trước đó đã bất ngờ thảm bại dưới chân thành An Thị. Thất bại đau đớn này không những khiến quân Đường phải rút lui mà còn khiến Lý Thế Dân uất ức sinh bệnh, qua đời không lâu sau đó. Phải đến năm 668, nhà Đường tận dụng lúc Cao Câu Ly có tranh chấp nội bộ mới đánh hạ được nước này. Tuy nhiên, quân Đường cũng không thể trụ lại lâu trên bán đảo. Người Triều Tiên liên tục nổi dậy kháng chiến chống quân Đường và chỉ 8 năm sau, bán đảo Triều Tiên đã giải phóng, Triều Tân La thống nhất được thành lập. 3. Triều đại Tân La thành lập, thống nhất toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Vương triều Tân La đã mở ra một thời kỳ phát triển mới với nhiều thành tựu nổi bật. Đây cũng là thời kỳ kỹ thuật hàng hải trên bán đảo có nhiều tiến bộ đáng nể. Triều Tân La được ví như những người Phoenicia của Đông Á với sức mạnh trên biển của mình. Đây cũng là thời kỳ đầu tiên mà trên bán đảo Triều Tiên đạt được trạng thái một quốc gia thống nhất. Về văn hóa, chứng kiến sự phát triển rực rỡ của Phật giáo Bắc Tông trên bán đảo, nhiều ngôi chùa lớn được xây dựng, tiêu biểu nhất là chùa Bun Guksa,
nơi có đến 7 quốc bảo đệ nhất hiện nay đang được chính phủ Hàn Quốc bảo tồn, Phật giáo thời Tân La cũng lan tỏa mạnh và có ảnh hưởng lớn đến với Nhật Bản. Sau hơn 200 năm tồn tại thì nhà Tân La bị suy yếu dần bởi các cuộc chiến tranh giành quyền kế vị, nội chiến bùng nổ làm triều Tân La sụp đổ và bán đảo lại rơi vào thời kỳ hỗn chiến được gọi là Hậu Tam Quốc, kéo dài từ năm 892 đến 936. Nội chiến kết thúc khi vua Silla chính thức đầu hàng, vua của triều đại Goryeo hay còn gọi là Cao Ly mới thành lập, bán đảo lại được hợp nhất. Phần 3. Hai triều đại Cao Ly và Triều Tiên rực rỡ trong lịch sử bán đảo. 1. Vương quốc Cao Ly năm 1918 đến năm 1392, thời kỳ hoàng kim đầu tiên của bán đảo. Vương quốc Cao Ly, Goryeo tái thống nhất bán đảo và mở ra thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Triều Tiên, kéo dài hơn 400 năm. Nền sản xuất phát triển, tình hình giao thương rất phát đạt, thuyền buôn và các đoàn thương gia qua lại nhộn nhịp. Dưới thời Vương triều Cao Ly, có hai hải cảng thông thương, chính là Bích Lan Độ, Pyeongnan-do và Lễ Thành, Riseong. Hai cảng này đều nằm gần kinh đô khai thành, Kaseong. Hoạt động thương mại của Cao Ly mở rộng ra ngoài khu vực Đông Á, đến cả với Đại Việt, Ấn Độ, Đế quốc Ả Rập Hồi giáo Abbas. Mặt hàng xuất khẩu chính là nhân sâm, đá hoa cương, kim loại quý, vải dệt bông. Trong khi nước này nhập khẩu lụa, ngọc trai, chè, dược phẩm, ngựa tốt, thủy ngân, gia vị, ngà voi. Đến thế kỷ thứ 11, các thương cảng trên bán đảo đã mở rộng về quy mô. Các đội thương thuyền Cao Ly đi xa đến tận Đông Bắc Châu Phi để kinh doanh nên danh tiếng nước này vang xa, được châu Âu biết đến. Người phương Tây phiên âm quốc hiệu Goryeo là Korea và cũng từ đó tên Korea đi vào các thứ tiếng Âu Mỹ để chỉ bán đảo và được quốc tế sử dụng cho đến ngày nay. Nhờ kinh tế thịnh vượng, giao lưu rộng khắp nên văn hóa, khoa học kỹ thuật của Cao Ly cũng phát triển mạnh mẽ. Đồ gốm tráng men ngọc bích và nhất là nhân sâm thượng hạng của nước này được nhiều khách buôn ưa thích tìm mua. Kỹ thuật in ấn được tiếp thu từ Trung Quốc và đã được Cao Ly nâng tầm, cải tiến thêm. Năm 1234, máy in bằng cơ cấu kim loại chuyển động đầu tiên trên thế giới được phát minh bởi Thôi Duẫn Nghi. Sau này, thông qua các thương nhân mà kỹ thuật in của Cao Ly được truyền đến Tây Á và sang châu Âu. Vương triều Cao Ly cũng khuyến khích phát triển Nho giáo và Phật giáo. Bộ Bát Vạn Đại Tạng Kinh là một trong những bộ kinh Phật Bắc Giáo Tông lớn nhất châu Á, được biên soạn năm 1251. Bên cạnh những thuận lợi và thành tựu đã đạt được thì triều Cao Ly cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức và họa ngoại xâm. Đế quốc Du Mục Liêu của người Khiết Đan đã 3 lần xâm lược Cao Ly vào các năm 993, 1009, 1018 nhưng đều bị đánh bại. Đến thế kỷ 12, đế quốc Kim của người Nữ Chân sau khi đánh bại nhà Tống và chiếm Trung Nguyên đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào biên giới Cao Ly nhưng đều bị đẩy lùi nhanh chóng. Chỉ tới khi siêu cường du mục mạnh nhất trong lịch sử thế giới là Mông Cổ tiến hành xâm lăng mới khiến cho Cao Ly suy yếu. Xung đột với đế quốc Mông Cổ kéo dài hơn 30 năm với 6 lần kháng chiến kết thúc và tuy Cao Ly không bị mất độc lập nhưng phải chấp nhận làm chư hầu cho Mông Cổ. Chiến tranh kéo dài và sự tàn phá của vó ngựa Mông Cổ qua 6 cuộc chiến tranh đã khiến vương quốc từng giàu có một thời trở nên hoang tàn. Cũng vì thấy được hậu quả của chiến tranh, các vua Cao Ly rút ra bài học và thay đổi chính sách ngoại giao. Thay vì chống cự cứng rắn trước kẻ thù mạnh áp đảo thì họ quay sang mềm mỏng, chấp nhận làm chư hầu, thần phục, chiếu cống cho nước láng giềng lớn để không bị xâm lăng mà có hòa bình để yên ổn phát triển đất nước. Chính sách này sẽ được nhà Triều Tiên sau đó tiếp nối suốt hàng trăm năm sau. 2. Nhà Triều Tiên, nhà nước thống nhất cuối cùng trên bán đảo năm 1392 đến năm 1910. Năm 1368, quân Nguyên Mông bị cuộc khởi nghĩa nông dân của người Hán do Chu Nguyên Chương đánh đuổi và lập ra nhà Minh ở Trung Quốc. Tàn dư đế quốc Mông Cổ phải bỏ chạy về Thảo Nguyên. Nắm bắt cơ hội đó, một viên tướng là Lý Thành Quế đã làm binh biến, lật đổ vua Cao Ly và lập ra nhà Triều Tiên. Đây cũng là nhà nước thống nhất cuối cùng trên bán đảo. Lý Thành Quế cho rời đô từ Kaesong đến Hanseong, sau đổi là Seoul và xây dựng nơi này thành một đô thị lớn, đóng vai trò chi phối toàn bán đảo cho tới ngày nay. Triều đại mới cũng tăng cường tính tập quyền trung ương và độc tôn Nho giáo, hạn chế ảnh hưởng của Phật giáo hơn so với trước kia. Tiếp tục chính sách ngoại giao khôn khéo mà các vua Cao Ly đã thực hiện trước kia, triều đại mới của Lý Thành Quế nhanh chóng thiết lập bang giao và thần phục triều cống cho nhà Minh ở Trung Quốc. Họ Lý Triều Tiên cũng rất nhạy bén trong việc lấy lòng thiên triều và đã giữ được vị trí cao nhất trong hệ thống các nước nhỏ triều cống Trung Quốc. Nhờ khéo léo mà Triều Tiên luôn được nhà Minh rồi sau này là nhà Thanh ưu đãi, thu lợi rất nhiều từ hoạt động buôn bán, mậu dịch song phương, lại không phải tốn nhiều chi phí cho quân đội và được tập trung phát triển đất nước. Đến giữa thế kỷ 15, dưới thời trị vì của vua Thế Tông, bán đảo bước vào giai đoạn hưng thịnh với trình độ khoa học phát triển rất cao trong khối Á Đông đương thời. Dưới sự khuyến khích của nhà vua, đội ngũ trí thức Triều Tiên đã nghiên cứu thành công bảng chữ cái ký âm chính xác tiếng nói của dân tộc mình mà không phụ thuộc vào chữ Hán của Trung Quốc. Bảng chữ cái được vua Thế Tông ban hành năm 1446, đây chính là chữ Hangul vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Bộ chữ Hangul có ưu điểm vượt trội là dễ phổ biến cho toàn dân hơn rất nhiều so với chữ Hán
vừa phức tạp vừa khó lưu hành. Vậy nên bất chấp sự phản đối, cấm đoán của tầng lớp nho sĩ do sợ bảng chữ cái mới sẽ đe dọa đến vị thế độc tôn của họ, thì Hangul đã đi vào trong đời sống nhân dân và nhờ có chữ viết thuận lợi hơn mà văn hóa đại chúng người Triều Tiên phát triển lên ở một tầm cao mới. Có một bộ chữ ký âm riêng biệt nhiều ưu điểm hơn so với chữ Hán là thành tựu lớn nhất của khoa học Triều Tiên thời Trung Đại. Họ đã làm được điều mà các nước Á Đông cùng thời có muốn cũng không làm được. Bên cạnh thành tựu phát minh ra chữ Hangul thì thế kỷ 15, ngành kỹ thuật Triều Tiên cũng có nhiều phát triển mới gắn liền với tên tuổi của kỹ sư Tưởng Anh Thực. Các nghiên cứu của ông về thiên văn học, lịch pháp, địa lý, công cụ sản xuất đã góp phần vào những bước tiến vượt bậc của đất nước Triều Tiên lúc bấy giờ. Sự thịnh đạt của nhà Triều Tiên đã vang ra khắp Viễn Đông, thương mại tiếp tục phát triển, đất nước giàu có, dân số tăng cao. Đầu thế kỷ 19, Hoàng đế Minh Mạng nước ta dù chê nhà Thanh là gốc gác mãn, màn gì cũng phải khen Triều Tiên là một nước văn hiến nổi bật. Đến thế kỷ 19, nhà Triều Tiên suy yếu dần và xảy ra nhiều mâu thuẫn nội bộ, tranh giành quyền lực. Kinh tế khủng hoảng do nạn tập trung ruộng đất vào tay các phe nhóm địa chủ, quan lại tham nhũng đã làm bùng phát các cuộc khởi nghĩa nông dân, khiến đất nước hoang tàn. Sự suy thoái của Triều Tiên đã tạo cơ hội cho đế quốc Nhật Bản mới nổi tiến hành xâm lược dễ dàng. Năm 1910, quân Nhật lật đổ vị vua cuối cùng và chiếm toàn bộ bán đảo Triều Tiên làm thuộc địa cho đến khi Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945. Vậy là AZ Khám Phá đã cùng các bạn đi hết chặng khởi đầu của hành trình tìm hiểu về địa lý, lịch sử bán đảo Triều Tiên. Các bạn thấy bán đảo này có những điều ấn tượng gì? Xin mời để lại comment nhé! Nếu cảm thấy nội dung video hấp dẫn, quý vị đừng tiếc một like, một share cho kênh và hãy luôn đồng hành với những series lý thú sắp tới của chúng mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!